Hello nha, chào mừng nhau đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật Đắc Lọt ở trong season 18 thai nha anh em. Thì như anh em cũng đã thấy trên màn hình thì nhân vật Đắc Lọt của mình ngày hôm nay sẽ sử dụng skill Firebird. Đây là một trong những skill bắt buộc anh em sẽ phải học trong những cái level đầu tiên khi mà anh em mới bước chân vào chơi nhân vật Đắc Lọt này và luyện nó cho đến level 500 thì anh em mới chuyển thành skill Rook. Và sau khi anh em học được skill Rook thì skill này dần bị lãng quên và gần như ít được anh em sử dụng trong đi trên cũng như là đi PVP. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm thử về con Đắc Lọt của mình với sử dụng skill Firebird và tăng vào bảng Master 800 ở đâu để xem càng về sau thì con Đắc Lọt này dùng skill Firebird có mạnh mẽ như đâu hay không. Và như trên màn hình anh em đã thấy khá là mạnh mẽ phải không em? Dù rằng hạn chế của skill Firebird này thì anh em sẽ phải đánh đổi một lượng nhanh nhẹn cũng như là một lượng đép để dồn vào năng lượng cũng như là tỷ lệ mít đam khá là nhiều, nhưng bù lại anh em sẽ có một lượng đam cực kỳ khá là tốt. Đối với con Đắc Lọt của mình thì hiện tại có EE Book. Vì sao mình lại dùng EE Book? Vì thực chất anh em đi trên thì ít người, khi mà đi trên là không có EE, và kể cả anh em không có sử dụng EE Book thì con nhân vật này nó vẫn không có ảnh hưởng nhiều anh em ạ. Thì khi mà có EE Book thì nhân vật Đắc Lọt của mình nó lên đến tầm 1.1 đến gần 1.2 đam đi nhé, 1.2 đam được một bản Đắc Lọt ở season 18.2 khá là khủng khiếp đấy anh em ạ. Rồi, tất nhiên cũng như là các video khác chúng ta sẽ phải đảo qua đồ của em ra làm sao để đạt được 1.2 đam cũng như là cách tăng pool như thế nào chúng ta sẽ cùng đảo qua nhé. Đầu tiên thì đối với vật phẩm thì vẫn sử dụng đồ mapping anh em ạ, mình để server test mà anh em có thể vào link server test mình để ở trên mô tả của video nhé, anh em có thể vào đó đăng ký và vào server test làm thử một con và anh em có thể trải nghiệm. Thì mình sẽ sử dụng là vũ khí mới biến còn 15 macro đấy, khuyên tay giống như khuyên tay của những con nhân vật khác cũng là macro và hồi AG. Mình có thể sử dụng tại khuyên tay có hồi AG thì vẫn tốt anh em ạ. Đấy, sử dụng khuyên tay không có hồi AG mà là full đam không ảnh hưởng nhiều đâu anh em ạ, vì tốc độ đẩy chúng ta rất là thấp. Rồi, một sẽ tháp vô cũng gần như là bắt mình anh em này, một cái win even win này là hàng hiếm luôn rồi đấy, và một con UR không thể thiếu trong season 18.2 đó chỉ là UR mapping 30 lemon. Rồi, đối với một lượng đam đối với một vật phẩm như thế thì cách tăng pool của em nó như thế nào? Đây chỉ là bảng C của em nó nha anh em. Bảng C của em nó sử dụng strength 852 để có thể mang được cái vũ khí. Anh em có thể xem lại này, cái vũ khí nó yêu cầu 852 sức mạnh đấy, thì anh em phải để 852 sức mạnh vào và yêu cầu như vậy là 194, còn lại em dồn hết cho mình vào NE. Đó, comment thì anh em có thể xem xét, có thể thêm hoặc không thêm cũng được, tùy anh em. Rồi, đây là bảng C và chúng ta nhận được sẽ là 82% click down, 57% sẽ lần down, turbo thì 27, đó, xuyên giáp thì vẫn là 24, không có gì khác biệt hết anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi lượng down em nó một chút ở map control nha nhé, sau đó chúng ta sẽ chuyển lên các cái map cao hơn với cái bảng master level 400 cũng như là master level 800. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến một cái map cao hơn là map Phoenix nha nhé. Rồi, trước khi đến với bảng Master Level 400 thì chúng ta cùng nhìn sơ qua một chút về skill Firebird. Skill Firebird của chúng ta sẽ là skill rank 9 nha nhé. Và sử dụng khi mà sử dụng thì chúng ta chỉ có tốn 25 mana cũng như là
AG đó, tức là 8 cột tìm thấy anh em ở rất là ít. Nhưng mà 3 skill đam đấy, skill đam cơ bản mà nói lên tấn 380 và đam 11 là cộng thêm 191 điểm. Cái này nó rất là lớn nha anh em, nó rất là lớn so với skill đam của Quý Sụt thì nó chỉ mang lại cho chúng ta là 313 skill đam, 3 skill đam và 149 11 đam đấy. Và rank của Quý Sụt bây giờ là rank 8. Nhưng anh em nhìn này, rank của skill Firebird là rank 9, anh em thấy không, cực kỳ xa luôn, cực kỳ xa luôn em ạ, là rank 9, quá là khủng khiếp. Anh em có thể đứng đâu cổng của anh em tát vào trong bài spot của anh em rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ đến với một chút về bảng Master Level 300 à, 400 cũng không có quá gì là khác biệt hay là nổi trội nhé, mà nó cũng sẽ giống như các cái build PVM khác thôi. Đó, chúng ta dồn chủ yếu là sẽ vào pot đó, để chúng ta lấy pot chúng ta tăng vào cả cái cột sức mạnh như nhận và năng lượng, nên vì thế chúng mình sẽ phải tăng 17 điểm vào em này. Ngoài ra anh em có thể build thêm là 12 điểm vào tăng sell và tăng block đam đó, để chống lại đam của quái. Và chúng ta sẽ phải bắt buộc tăng vào 20 điểm và tăng sức spray để tạnh delay mid, vì skill Firebird của chúng ta là mid đam rất là nhiều anh em ạ. Và chúng ta vẫn là lấy một điểm vào hồi phun 100% máu, cũng là một điểm vào hồi phun mana đó, để đỡ công mua mana anh em ạ. Rồi trên đây là bảng Master Level 300 và chúng ta cùng nhìn một chút về đam của em đó, cái map Ignite này. Chắc là vẫn là 1.2 đam thôi anh em ạ, 1.1 đam thôi, để xem. Đó, còn là 1.1 đam anh em, 1.181 kìa. Cuối cùng là map Bloody Taka, map cuối cùng của season 18.2 nhé. Rồi chúng ta sẽ vừa đến với map Bloody Taka, đây là map cuối cùng của season 18.2. và chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về Master Level 800 mở rộng nhé. Đối với Master Level 800 mở rộng thì chúng ta sẽ tăng chủ yếu vào skill Firebird để chúng ta có thêm lượng skill đam của em, nó bây giờ là 604 nhé mà. Và chúng ta sẽ có tiếp tục là tăng vào cả cái cột tiếp theo để lấy đam, cũng như là tăng vào debuff chảy máu. Và bây giờ đây nó sẽ không có debuff băng giống như skill Quý Sụt nhé, nên em sẽ phải lựa chọn để chảy máu vào đâu. Ngoài ra thì chúng ta chỉ tăng sprint vào Agi đấy, sprint vào Agi và dồn hết điểm còn lại vào NE. Nhưng mà bây giờ lượng Agi của chúng ta sẽ vào đồng vào khoảng là 1.200 đến 1.500 đấy nhé, để chúng ta có tấp mạnh và gần như là ổn định. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiếm ngược về đam của em nó ở mã Bloody Takam, vẫn là 1.181.000 đam nhé.